Dạ, anh xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em đến với kênh Tìm Sắt Đất Thắng anh em. À, còn em với Tài, Tiền, mấy anh bự đi vô đồ hết trơn anh em ơi. Đó, mới vừa về tới. Với em giờ đang vô vụ bơm nước. Thì anh em nào anh em lấy làm dàn cầu dày 5-6 mét không? Đi phải đi 2-3 người không? Đi vô mới nổi. Bây giờ em lên tiếp cho anh em tham khảo tiếp là con này là con Kubota. Cái này là EA 7 chuỗi anh em. EA 7 chuỗi. Anh em nhìn gụng đi về này, nhìn nó túa. Nó phải sần sần tóc hết trơn anh em ơi. À, cái máy này thì nó là nước trắng anh em, chứ nó còn nước xanh. Chắc cái anh này anh con bèo giống như em vậy nè. Nói chung là những người nông dân cần cù mà nói chung là còn kinh tế còn khó khăn. Tại là mình suy diễn mình đón gì thôi, cầm sắp tiền vỗ vỗ cà chớn chi tiêu lại ít đúng không, còn thiếu 130 ngàn đủ ít, tức là có 130. Cái này là EA 7 chuỗi anh em, nhớ lưu ý giùm em nha. EA 7 chuỗi mà không gắn phụng dầu luôn gì chân thì chứ đâu quay phụng về cái nó chọc mấy thứ. Cháu này giờ nhờ con gắn cái gắn cái ống dầu vô cho anh Phụng nó test mấy nè. Mà quan trọng hồi nãy không có quay thử chưa, để anh quay nói với bà con đã đời cái quay không chạy là quê lắm luôn á. Phụng nói với em là mấy này chạy em nghe lời Phụng quay là gì về không có chỉnh sửa gì chứ. Bây giờ lấy tiền rồi không lấy tiền em với thừa chia rồi anh rồi luôn á. Thôi cứ từ từ để đó nè, mà cầm cho nóng đi mà. Anh em coi là mới đi cho máy về gì nè. Mà cứ bắt nhỏ cầm qua bỏ túi không được. Bao nhiêu nó có thấm gì không Phụng anh em ơi, Phụng đại gia ngầm anh em ơi. Phụng nó vậy đó. Anh em thấy vậy đó chứ là nó tiền cho lắm. Tiền dữ dữ luôn. Em cũng tính là cuối năm nay em mượn. Bây giờ phỏng dò luôn rồi nè. Em mượn Phụng vài trăm anh em ơi. Đang đi uống bia ôm. Tối lộn. Thôi vài trăm uống bia ôm chắc là hơn chóng không có đường về quá. Chưa, dắt này chưa xuống được đâu. Chắc này giờ em chưa xuống thôi anh em ơi. Bây giờ ở nhà cũng không làm giùm anh. Nãy giờ nó đóng suốt rồi em ơi. Có thằng Tài thì nó đang đeo đó. Cầm đỡ đi. Cầm cái gì cầm đỡ đi hai ngày. Ừ. Trời, tiền qua tay không còn kiếm lại nữa mày. Tao nói tao không kiếm lại là tao mất hết 200 ngàn nữa. Đây em quay chi tiết cho anh em mình ha. Cái máy này thì theo góc độ của em nhìn đó. Góc độ em đánh giá. Thứ nhất là máy này nó nguyên zin, là phải thừa nhận là nó nguyên bản luôn, bị máy này mới về bữa nay nha mày. Nó còn nằm lớp nhã, lớp nghiêng gì, nói chung là nằm đủ tư thế. Đó, còn anh Tài bữa nay là anh viết chiến bữa nay tính 7-8 giờ tối với anh Chí luôn. Là đang làm nãy giờ mê cái đó, về đổ dầu vô quay chạy rồi ngồi nghỉ chạy hay giờ. Cái này nó gì nè anh em. Đó. Ông bên đây là cái gì đây? Nắp lắp là nguyên si. Đặc biệt là bên em hoàn toàn không có đụng chạm gì hết. Hồi nãy em nghe thợ em Phụng nói là về nó chạy luôn hả Phụng? Về chạy luôn. Không. Giờ em nung mà nó chịu vô nè. Có vợ hai con rồi mà nung dở dưới trời. Ôi chạc chạc không à, cái mặt gây. Đó, để thằng ba con vô nung nè. Nè. Đó. Mày ngon mày nung đi rồi. Đốt lửa đi, vừa sức tối nung cái gì cũng khác đi. Nung cho vô nha, cái này nung không vô thằng thừa đó. Ok, công nhận cái thằng mà có con nhiều nó nung này anh em ơi. Nó đưa vô cái nó quýu dừng rồi trời. Bữa quay sao vậy? Chưa có dầu, em mở qua anh kia nó dự những xịt dầu đây nè. Giờ nóng quá trời. Không vô hả? Em chuẩn bị góng này nè, nó phúng cho nó đó. Chảy đồ phúng. Không chảy. Còn dầu không? Không có trăm mà. Cho nó vô dầu sao, giới thiệu nãy giờ không có dầu là sao? Ý em là sao? Có dầu đâu chảy. Kỳ vậy? Thấu lên thôi. Trời ơi. Thôi dữ vậy. Rồi. Thôi vừa vừa đâu, trời ơi. Đó. Chảy nước à? Chảy. Trong quá trình chờ đợi thừa nó ngậm nó thổi giờ nó bị chảy nước rồi. Sao trong quá trình mà thừa nó nung nó đẩy nó đã chảy nước rồi em ơi.
té ho luôn rồi. Quá trời luôn anh ơi. Chết luôn rồi anh em ơi. Chết luôn rồi anh em ơi. Trời sao nó lung hay quá em lung vô. Tại tắm luôn à. Chúng không phải bùa gì. Đang chạy về vừa giữa vô thấy. Về tới đây còn cắt đầu rồi làm gì lắm mà. Tại không á. Rồi để em nhờ thợ em phụng test hàng cho anh em mà con cô bác mình ha. Mới vừa về là bay vô xong pha chân mặt luôn tao quay này không phải gì em. Để không anh? Để không anh? Để thiệt. Ui quá ngon anh em ơi. Quá ngon. Đúng không phụ lòng anh em. Quá ngon là chưa được chạm hết. Nguyên luôn á, nè là nguyên toàn đập luôn á. Mà cái dòng này nó chuỗi nha anh em. Đặc biệt là nó chuỗi. Đó rồi anh chạy em đi anh kiếm bồ đó. Già gì chứ còn có nếp gì lắm anh em mày. Rồi gì chứ nếp gì lắm nè. Cái đó là nó không có nổ rã đâu. Cua ta nó đâu. Nó qua mua ấm nữa. Nó qua mua ấm nữa đâu có không. Đi ra nè. Để vô chỗ này nè. Vô chỗ này tối vợ nó sao. Sao mà súng của chồng em bữa nay nó có mùi khối gì dữ vậy. Trời ơi để vô thiệt. Nẹt liền phụ. Bỏ vô có quần á. Mày có mày nhắc vô đây. Mày ngon nhắc vô đi. Bỏ tay qua luôn được. Về mà nhỏ ăn chổng không mà nó héo quâu. Nó quéo thì ông chổng nó sợ. Múa lần. Quất lên phụ. Trời nó gam đi kìa anh em ơi. Được lắm mấy người đã. Ngoại hình thì tuy nó không có sắc sảo hùng anh em. Tuy nó không có sắc sảo hùng. Nhưng mà cái máy chạy quá tịch. Cái lô này về có một con Kubota duy nhất anh em ơi. Con Kubota 7 nè. Đi. Rồi em cũng xin báo giá anh em mà con cô bác mình luôn ha. Cái Kubota E7 em xin nhắc lại lần nữa ha. Nguyên zin, hoàn toàn không có đụng chạm gì hết. Hồi nãy về thợ em cũng phát hiện là về là thọt cái quay vô nó chạy. Làm bán anh em. Còn hơi rồi em quay thử nó nổ. Còn hơi nổ. Cái này em bán cho anh em là 6.3 bao ship anh em. Còn anh em nào mua tại chỗ thì em tính anh em nó là tiền ship mấy này chắc cỡ khoảng 350. Tại chỗ á thì 7 triệu. Là cỡ khoảng 59-50 anh em. Mày muốn ăn cơm hay ăn cá? Rồi em xin nhắc lại lần nữa ha, cái máy Kubota E7 của Phụng phát hiện là còn hơi quay chạy là em bán anh em là 6.3 em bao ship. Còn anh em nào mua tại chỗ thì em trừ lại cái tiền phí ship là 350 ngàn. Cho em không có tăng lên giống Phụng. Có giống như rồi để đầu tiên anh em 7 triệu. Nhờ em dắt em test lại cái nó cho bà con mình nghe Phụng. Cái lô này về nghe Phụng với thừa với Nhi khen anh em ơi. Cái ly dầu mình coi cái tem của nó còn nha. Về ít có cái nào mà cái ly cái lọc cũng còn vàng khè luôn. Nhưng mà đại số nó mất tiêu rồi. Còn thôi là nó bể. Thui. Còn là nó bể. Cái này mua về bơm nước một cái đã gì lắm đã anh em. Thì nó rất ít hao dầu. Anh em đặt tại chỗ bơm nước hoặc anh em kéo oxy á. Oxy mình để lên nó rất là đã. Rồi cảm ơn em nhiều nha Phụng. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi chào tạm biệt anh em nhé. 6.3 bao ship anh em. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em nhé. Chào anh em.